Chào tất cả các bạn. Hôm nay mình ra bờ sông gần nhà, mình chia sẻ với các bạn về cây bằng. Cây bằng đang đứng đó. Nó đứng hơi xa quá tại mình không có ra tới, mình hái trái. Mùa này chắc nó cũng không có trái. Thường thường người ta nói bằng cư náo thị vô nhân dấn, phú ngụ lâm sơn hữu diễn thân, hoặc là phú ngự lâm sơn hữu khách tầm. Đó là cây bằng ngoài đó đó. À, ý nghĩa là nói người nghèo khổ mà ở giữa thành thị cũng không có người han hỏi, mà người sang trọng ở rừng núi vẫn có người thân. Đó là cái bằng đó các bạn. Người ta có câu đố về trái bằng: gian sang tôi trao rải cho nàng, hương nàng tôi trao nàng, cái nó rách tách nàng tôi đi. Đó là cây bằng cũng đó, đó là các bạn. Còn ở đây là đám lá nè, lá này người ta lập nhà nè, cái gốc á thì người ta để giả lạc cột nhà, còn cái lá người ta để lợp nhà, còn cái trái của nó để cái nó để dành lấy ruột, bỏ nước đá bỏ đường vô ăn ngon lắm. Người ta nói ngó lên nụt lạc mái nhà, đếm bao nhiêu nụt nhớ nhà bấy nhiêu, không thôi đếm bao nhiêu nụt nhớ ba mẹ già bấy nhiêu. Là hồi xưa cái mấy người mà có chồng, mấy người có chồng mà về nhà chồng nhớ ba mẹ, nhìn lên nụt lạc mái nhà đếm bao nhiêu nụt nhớ ba mẹ già bấy nhiêu, là cái này nè mấy bạn, cây là lá này làm lợp nhà nè. Cái cọ bắp của nó là mình để gói bánh, cọ bắp nhọn lắm. Hồi xưa người ta ghét nhau, người ta lấy cái cọ bắp đó người ta thủ tiêu nhau cũng được đó, nhọn quá à. Đâm thủng người luôn á. Để mình đi tiếp cái có cái cây gì không? Đây nữa. Đây, nguyên đám lá quá chừng luôn. Nguyên đám lá quá chừng luôn mấy bạn. Còn đây là cái táo rừng nè mấy bạn. Cái táo rừng nè. Cái táo rừng hồi xưa ông Lưu Tơn, người Anh, ông ngồi dưới gốc táo như vậy này nè. Ông phát minh là định lực vạn vật hấp dẫn nè mấy bạn. Đâu bữa nào mình ra cái gốc táo này mình ngồi coi táo rụng xuống mình có phát minh ra cái gì không? Gốc táo rừng nè mấy bạn. Một đám lá gốc táo rừng luôn. Ở dưới kia có cây ô rô nữa kìa. Cây ô rô cũng trị thuốc, cũng dị thuốc. Này cái này là trái dừa nè mấy bạn. Trái dừa nè. Này là trái dừa nước nè. Đây là trái dừa nước nè. Nên mà cái này mình chẻ ra mình lấy ruột để ăn nè. Đó đó, dừa nước. Một đám lá quá chừng đám lá luôn mấy bạn ơi. Đây là lá lá khô người. Đây là lá lập nhà người ta đã chảy sẵn rồi nè, người ta phơi khô mai mốt cái để mua người ta bán cho mấy cái người làm nhà. Lá này mát lắm, để cái làm quán làm đồ á mát lắm. Một đám lá mấy bạn thấy một đám lá quá chừng không, đám lá ở dưới lăng hoàng gia, ở dưới tối trời ở dưới lăng hoàng gia. Hồi đó ông Tiên Định ông ở dưới đám lá tối trời là ông đóng quân ở đó đó, trời đám lá không ai che chở ông. Ở đây là đất này là đất ở bên khu Đông Cù Lao nè.
Ở đây là cây bình bát nè mấy bạn. Cây bình bát này hổm nó có mấy cái trái bự lắm, bữa nay nó mất tiêu hết. Chắc là trái rồi, trái chín rồi chắc có rồi. Cây bình bát này là có trái mình ăn nó giống như bánh gậu xiêm vậy đó, nhưng mà mình ăn với trái thanh long là mình chích queo quá mấy bạn. Bữa nay tại nó không có trái mình không có quay được, rất tiếc. Mình ăn với trái thanh long là bị chết á. Một bữa nọ tại miền Âm Phủ, Đức Diêm Vương đang ngồi trước diện Sơn La, gần tan buổi chầu bỗng có quỷ dạ so dẫn vào một quan hòn người ăn thanh long và chùm bát đó, ăn hai cái đó là chích queo. Hôm nay mình tạm dừng ở đây nha các bạn. Mấy bạn thích thì đăng ký để hẹn gặp lại mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của mình.